vào năm 1998 ấy, khi mà tôi ra cái album Tóc Ngắn 1 đầu tiên, thì đấy cũng là cái album đầu tiên của Thủy Tinh, có thể nói là trong thị trường âm nhạc khá là chuyên nghiệp từ khâu hình ảnh đến khâu ngồi đó là anh Dương Minh Long và chị Tiểu Phương Thảo, đến khâu sản xuất anh Viết Tân và chồng tôi là chị Quân, anh Huy Tuấn, các bạn tôi ngồi đây cũng là người đã cùng với chúng tôi là những người đầu tiên có một cái ekip gọi là ekip âm nhạc để sản xuất ra cái album. Và sau đó thì chúng tôi đã cùng nhau làm rất là nhiều cái album tiếp theo, những chương trình live show tiếp theo, nhưng chưa một lần nào chúng tôi có cái sự thống nhất về truyền thông cả. Thì bây giờ là một bước tiếp theo trong cái con đường tiến lên sự chuyên nghiệp của một ca sĩ, mà tôi nghĩ là cũng khá là già để bắt đầu chuyên nghiệp ở cái khâu này, nhưng già cũng chưa bao giờ là muộn cả. Thì bây giờ đã có thể chuyên nghiệp trong khâu sản xuất ra cái sản phẩm âm nhạc của mình, thì tôi muốn tặng ngay cả trong khâu quảng bá sản phẩm cũng như là các cái sản phẩm truyền thông kèm theo cho những sản phẩm âm nhạc của chúng tôi, thì cũng sẽ được đưa đến công chúng, đưa đến khán giả âm mộ một cách chuyên nghiệp nhất. Chính vì lẽ đó nên là tôi đã công tác cùng với Sunrise.